ngày xuân tới có lên xe hoa cùng ai chăng? Sao em chưa chồng? Vì câu chuyện yêu đương em còn ngại ngùng chưa thương. Đừng ngại ngùng em cứ nói ra để anh lo liền. Thâm xuân nay đã trôi mau từng năm, nhưng sao em vẫn cô đơn lặng thầm? Đâu ai thương con nhỏ con quê miền Tây, nên em thôi thôi loay quay chờ đây. Thì mình hẹn hò yêu đương ngày đêm nhớ nhau, chờ ngày đẹp trời vô quy đàn trai rước dâu chịu hôn. Sông bên lỡ thương sông bên đôi, sáng năm em đã đi theo anh rồi. Mời em về bên anh vui cho cuộc đời xuân xanh, mừng một ngày mai đến qua vui đón dâu từng mừng. Như giấc mơ tung tăng bên cạnh người yêu mà anh thầm thương bấy lâu. Tim em bắt đầu rung động khi gặp được anh người thương cưới em đem về. Cơn mưa tháng qua hay là nay gặp người yêu mà ta chờ mong bấy lâu. Nay ta kết đôi duyên tình mơ một đời sau ta có nhau thắm duyên vợ chồng. Qua hỏi xuân nay sao rồi? Ngày đêm về mình ơn bao giờ thì phòng nêu tên. Rồi xuân này xuân tới có lên xe hoa cùng ai chăng? Hoa xuân tươi nở xanh trên cánh đồng. Năm nay 27 sao em chưa chồng? Vì câu chuyện yêu đương em còn ngại ngùng chưa thương. Đừng ngại ngùng em cứ nói ra để anh lo liền. Sao em vẫn cô đơn lặng thầm? Đâu ai thương con nhỏ con quê miền Tây, nên em thôi thôi loay quay chờ đây. Thì mình hẹn hò yêu đương ngày đêm nhớ nhau, chờ ngày đẹp trời vô quy đàn trai rước dâu chịu hôn. Sông bên lỡ thương sông bên đôi, sáng năm em đã cho cuộc đời xuân xanh, mừng một ngày mai đến qua vui đón dâu từng mừng. Thâm xuân nay đã trôi mau từng năm, nhưng sao em vẫn cô đơn lặng thầm? Đâu ai thương con nhỏ con quê miền Tây, nên em thôi thôi loay quay chờ đây. Thì mình hẹn hò yêu đương ngày đêm nhớ nhau, chờ ngày đẹp trời vô quy đàn trai rước dâu chịu hôn chịu hôn chịu hôn. Sông bên lỡ thương sông bên đôi, sáng năm em đã đi theo anh rồi. Mời em về bên anh vui trọn cuộc đời xuân xanh, mừng một ngày mai đến qua vui đón dâu từng mừng. Mời em về bên anh vui trọn cuộc đời xuân xanh, mừng một ngày mai đến qua vui đón dâu từng mừng. Nhịp cầu nhờ người mai mối rước em về làm dâu, ý em tính sao, ý em thế nào, chỉ cần đồng ý hai gia đình mình sẽ gặp nhau. Cảm ơn bà Nguyễn ông Tơ đã sẽ duyên cho hai đứa mình.
tình phú thê mãi một lòng mỗi mặn gừng cay. Cảm ơn mẹ cha hai bên đã cho chúng con thành đôi. Anh ơi duyên nợ đôi ta đã chín mùi thì mình cưới thôi. Rộn ràng đám cưới vui thiệt là vui, hai nhà kết thân nay đã thành xuôi. Chú rể cô dâu trai tài gái sắc, họ hàng hai bên chúc phúc cho tình ta. Nào một hai ba nâng ly ta cùng vô, đám cưới vui đâu có ai la rầy. Chúc xuôi và mãi luôn thuận hòa, đón Tết sum vầy có thêm thành viên mới. Dầu mà thương em cực quá nên anh gối đầu sang thương.
anh thưa mấy cầu đi qua cầu để đón em này. Có cây cầu nhỏ xíu lắc lư qua mấy nhịp cầu tre nối bên dòng sông. Kiến ít trên lầu cao mang cầu đưa lối, hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao nè. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết, chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi gần nhau. Cầu mong là một đời này ta sẽ có em bên cạnh anh, là trên thế gian này không còn đau buồn. Và dù giàu sang nhà lầu này hay mai la, thế giới có đời thay thì vẫn chỉ yêu mình em. Xóm họ hàng ta hết ly.
là vui. Ta dâng lễ trầu cau, đeo nhẫn cưới cùng nhau, ta kết duyên bền lâu là vui. Đôi ta cưới đầu xuân, không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng giá sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bọn bè cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương, anh chống chèo cậu lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà, còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Đầu xuân không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng giá sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bọn bè cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương, anh chống chèo cậu lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà, còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Không dừng giờ gái lớn gái chồng, ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh đi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hỡ chơi bời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài, về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Dân chơi xứ biển em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ơn trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt chuột, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú mua tòa nhà là trồng thảo dừa, để em dưỡng ngang phải gọi là
bộ mà được. Ông già thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi. Lúc ở không đánh bài tôi sắc với mấy bờ trên cô Racing Boy. Cành chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát tích tích tình ta. Xin phép cho tôi mượn cái cây ra ngoài tôi thỉnh hội với anh đó. Đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kế tờ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt, sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Trình quý tộc và lưỡng tộc, họ nhà trai chúng tôi xin trương cái lễ như sau. Tiếp mục thứ nhất, họ nhà trai chúng tôi có 4 mâm quà, rượu trà bánh và mâm quà để kính lên cổ quyền thất tổ ông bà để cho con trẻ làm lễ nhờ đại diện họ nhà gái. Đại diện nhà gái chấp lễ. Dạ, thì nhờ chú trang đồ mà. Thank you.
đi bác. Dạ kính thưa quý tộc và lưỡng tộc, kính thưa ông bà cô bác thân mến, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn, là ngày 14 tháng 7 năm 2024. Tôi xin họ nhà trai xin đến trình cái lễ chờ tỉnh ý quý vị coi hai ông xui có sắp hương cầu nguyện cho tuổi trẻ làm lễ hay không, hay là chế cái ý làm sao nhà hội đồng quý tộc bổ sung thêm cho họ nhà trai chúng tôi biết cho tiến hành buổi lễ. Thành thật xin biết ơn. Thì thôi giờ họ nhà gái kia xin phép nói có ý kiến gì giờ cho họ nhà trai với họ nhà gái thắp hương thôi. Dạ vì dân hương rồi với ông bà được rồi. Dạ. Hai ông xui hai ông xui không phải hai ông xui đúng vậy. Xá bà xá, một xá, hai xá, ba xá, hai ông cầu nguyện đưa trai lên, cầu nguyện đưa của mình, cầu nguyện của quyền sắc tổ ông bà về cảm ơn chiêu chứng miên. Bữa nay là ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch là năm Giáp Thìn, là ngày 14 tháng 7, họ nhà trai gái đồng lòng hợp tác làm xui, cầu nguyện cho đôi trẻ được nên duyên chồng vợ duyên nợ trăm năm sắc cầm hảo hiệp trên thuận dưới hòa xuôi gia nhất trí để tiền tích lưu tôn sanh con đẻ cháu cho nội ngoại ấm bằng và nguyện cầu cho hai vợ chồng đôi trẻ được trăm năm hạnh phúc xá và đó đây nha. Rồi chương hai nhập đây với trình với quý tộc giờ tỉnh là quý tộc cho ý kiến cho cô dâu với chú rể ra làm lễ gia tiên rồi chấp chuyện đó rồi dạ. Cho cô dâu giúp lễ làm lễ những người có mặt ở tại tiền như ông nội ngoại gì cô bác vậy bên đó. Ông nội là ai bây giờ để bên ông nội thì dân đủ thì, ông nội thì chế đi ông nội giờ không có ông nội có chỉ có ông tám ông bảy chỉ có ông bảy
Vì cha ông Bảy chế. Vậy thôi, nhận miếng rượu cho nó làm lễ xá chung đi, vậy không có gì. Vậy vậy đi, chấp vậy đi. Vậy thôi, mà dài dài bên này trước. Đưa hai cho bụng trước. Hai ông chạm lên luôn. Nhìn lên luôn, chạm tay luôn. Cao tay cao đi như thế nào? Đúng rồi, nhìn máy của con này nha, ba mai tươi. Rồi cạn cũng cạn luôn nha ơi. Đó. Bây giờ tiếp tục với hàng bên đây. Đây, còn không dùng chút bên này đi giáp bên đây rồi tới giáp kia đây bên này luôn đi không ông chút nếm không được bị ảnh bệnh rồi nếm cái bưng để trên mâu đi anh đây có lễ chút kia nhậm có lễ đi rồi khỏi uống được. Rồi giờ xây qua đưa chị cho ông nội nha. Đưa ông chú cho ông nội. Chúc tiếp tục luôn. Rồi hai cùng đi nhìn máy cho hai ông ơi. Rồi đúng rồi. Ok. Rồi nếm vô. Đúng là cậu cũng được à. Rồi giờ còn đây okay. Mà được. Của mình làm hết đi. Sáng lấy luôn. Không bưng cái này qua bên cái bàn. Bây giờ còn cô bác ở ngoài là chế còn chế đi, vô ra. Chế đi. Bây giờ tới phần mấy bà đi. Mấy bà. Đi qua mình qua bà luôn. Hai đứa nắm tay nhau đi ra đừng cho đứa mấy đứa nào nó trẻ giữa nghe chưa? Nắm tay. Ừ. Bây giờ cái lỗ để con mang vô để con mang cái ghế kìa đứng đó thì đi nếu đi thì để ý hai đứa nắm tay nhau để thôi giờ cô dâu để dâng cho bà đi đây còn bà này bà ngoại ngoại đi kia cô dâu nhích tới nè mời cho bà luôn mời bà luôn gãy thấy vậy vậy rồi nhìn máy giúp con hai bà luôn gãy như đây luôn nè. Hai ba tươi nha, hai ba tắm luôn. Ok, hai bà cùng ly cho con nè. Không à, cùng ly nhìn máy giúp con nè. Cùng ly cây gái đi. Rồi, uống luôn. Đây, còn bằng máy. Còn bằng máy. Rồi, chuyện cho cô nhận chung lên, mới lễ được đi. Cô gửi. Chờ xem, bớt. Có một con nè. Rồi chú gửi cho bà đưa bên đây. Rồi chậm tới. Rồi nhân ngủ tay thôi bà. Rồi nhìn máy giúp con luôn bài. Rồi hai ba. Chú gửi nhìn này chú gửi. Rồi giờ xá hai xá đi. Xá hai xá. Xá vô khai này hai xá. Xá thứ nhất. Tiếp tục xá thứ hai. Rồi vậy xong. Rồi bưng như qua bên này. Dạ kính thưa quý tộc, bây giờ phần chú rể cô dâu làm lễ cha mẹ. 9 tháng cô mang 3 năm mộng mỏng cực khổ. Hôm nay đã thành nhân chi mỹ, có đôi của bạn thì chú rể cô dâu phải dâng rượu bên dâu thì dâng rượu cho cha mẹ chồng, chú rể dâng rượu cho cha mẹ vợ. Bắt đầu. Cô dâu đi, chú rể đi. Rồi, mà hai cha trước nè. Rồi hai cha nhân rượu một tay đó cha. Rồi nhìn máy giúp con luôn nha. Rồi hai ba nhìn máy con tươi nha dâu ơi, chú rể tươi luôn nè. Hai ba tắm đó nha.
Rồi, cho nghĩa buông ra phanh tay lại nhìn thẳng ra luôn. Rồi, nhìn thẳng ra, anh xui cùng ly à. Nhìn thẳng ra, nhìn thẳng ra. Em xui, nhìn đây luôn, em xui tươi nè. Ok, rồi em xui uống nè. Rồi, em xui vô luôn. Giờ phải nhìn ra, đừng nhìn xuống, buồn hiu. Rồi, tiếp luôn mà hai mẹ luôn. Chắc được không? Chắc được luôn. Hả? Cho mẹ đưa đưa. Đưa vợ kìa. Rồi mà hai mẹ nhận rượu con luôn nha. Rồi mẹ, mẹ nhận cây châm con mà. Nhận cây châm cho nó đẹp. Đúng rồi. Rồi cái nhà nhìn máy giúp con luôn nha. Rồi dâu rể ơi, cười tươi nha. Hai bên xui cười tươi giúp con nha. 2, 3, 8 luôn. Ok, rồi dâu rể bánh tay đây dâu rể. Hai bà xui cùng ly giúp con nha. Dâu rể nhìn thẳng ra. Rồi hai bà xui nhìn đây, hai bà xui ơi, tươi hai bà xui ơi. Rồi, ok. Trong bạn mình cho chàng quá tay ấy. Cho rượu thêm, rót thêm vô nguyên cái chai. Nhiều quá sẽ lật đổ chứ không gì chứ. Về phần làm chú rể, cô dâu làm lễ cha mẹ vừa xong. Về kính thỉnh họ quý tộc và họ nhà gái trình cái lễ rước dâu. Và cuối cùng xin trình cái lễ thỉnh họ nhà gái đưa dâu. Rồi dạ chấp nhận họ nhà gái chấp nhận đi. Vậy đưa rượu cho hai bên ông nội vô ngoài được không? Được. Thì chỉ có còn nội với giờ còn ông nội với ông chú nó đi. Dạ. Ông nội với ông chú. Ờ ông nội với ông bảy vô quên. Ông nội ông bảy. Thì ông nội. Thì kể như tôi kêu ông chú. Rồi hai đó. Giờ hai ông có dòng ông bảy với ông hồi đó. Rồi. Rồi em muốn con luôn nè. Hai ông con lớn đó. Dạ kính thưa quý tộc và lớn tộc, kính thưa ông bà cô bác, buổi lễ hôm nay đến đây là xong. Nhờ đại diện họ nhà gái và quý tộc đã tạo phương tiện cho họ nhà trai chúng tôi làm lễ được hoàn thành. Tha thứ nếu có gì sơ sót nhậu gì nhìn thông cảm. Xin biết ơn. Cho con chào con. Năm mới nghe tới thui đã rầu, cha mẹ ở quê không cần quà chỉ cần con dâu. Anh cũng đẹp trai thu gì ai lại con nhà giàu, từ khi trưởng thành sao đường tình chẳng tới đâu. Còn năm nay anh đây vẫn một mình, nếu em không phiền thì mình yêu thôi. Cành hoa mai đang ra lấp cái sườn đồi, tết anh không thèm chỉ thèm mỗi em. Là vì em đó có dáng xuất sắc hơn mai đào, đi đứng thế nào lại lạc vào mắt anh. Kể từ hôm đó con tim chính thức không ai vào, chìa khóa hàng rào để dành mỗi em. Hôm qua sinh nay anh hái dâng lên cha mẹ thôi, sang năm xuân về rồi tặng em cho đôi ta thành đôi. Năm nay điều gì cũng mới nhưng mới nhất là em. Em ơi bằng lòng theo anh ta đi hết xuân thì. Long Lê hỏi anh Chí, anh là gốc nông dân biết hoa đào mà không biết đào hoa tệ. Tìm đạp gấp không phanh, anh thiếu anh trong đời như bánh mì mà không có ba tê em mê. Em muốn một cuộc tình thiết thực thì nghe ta lời thuyết phục em lấy anh đi. Viết đơn bằng cây bút mực chứ đâu phải bút chì mà anh xóa anh ghi. Anh về làm dâu nhà anh đi, cần gì em sai là anh đi. 1 phút 30 giây anh nhanh hơn cách tiên kỳ. Hổng mau lấy chai bạc liêu gạch ngắm mai đào uống ly bạc xỉu hay bao hoa chứ anh không hề điêu. Ông có nội anh để lại anh cho tay bạc triệu. Còn năm nay anh đây vẫn một mình, nếu em không phiền thì mình yêu thôi. Nhành hoa mai đang ra lấp cái sườn đồi, tết anh không thèm chỉ thèm mỗi em. Là vì em đó có dáng xuất sắc hơn mai đào,
đi đứng thế nào lại lạc vào mắt anh. Kể từ hôm đó con tim chính thức không ai vào, chỉ khóa hàng rào để dành mỗi em thôi. Bông hoa xinh này anh hái dâng lên cha mẹ thôi, sang năm xuân về rồi tặng em cho đôi ta thành đôi. Năm nay điều gì cũng mới nhưng mới nhất là em ơi bằng lòng theo anh ta đi. Là vì em đó có dáng xuất sắc hơn mai đào, đi đứng thế nào lại lạc vào mắt anh. Kể từ hôm đó con tim chính thức không ai vào, chỉ khóa hàng rào để dành mỗi em thôi. Bông hoa xinh này anh hái dâng lên cha mẹ thôi, sang năm xuân về rồi tặng em cho đôi ta thành đôi. Năm nay điều gì cũng mới nhưng mới nhất là em ơi bằng lòng theo anh ta đi hết xuân thì. Tình trâu cao xin hứa anh yêu em dài lâu, rượu nồng cạn ly giao bôi tuổi mình thành đôi em ơi, chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Ngày mai đám cưới ngày vui nhất trong cuộc đời, nên nghĩa phu thê duyên đôi ta thắm xanh tình quê. Cô bác họ hàng ai cũng ngày chờ đêm mong, đôi lửa sang năm nhanh có con thơ đầu lòng. Và rồi mình về kéo lưới kéo đắp cho ngày mai tương lai hai đứa, em cây anh cây cây lúa chờ ngày được bông, thề nguyện trọn đời sắc son một lòng. Dù nghèo mình luôn thương nhau sớm chiều ngày chỉ gian lâu, thắm tình trâu cao xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi tuổi mình thành đôi em ơi, chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Đám cưới ngày vui nhất trong cuộc đời, nên nghĩa phu thê duyên đôi ta thắm xanh tình quê. Cô bác họ hàng ai cũng ngày chờ đêm mong, đôi lửa sang năm nhanh có con thơ đầu lòng. Và rồi mình về kéo lưới kéo chài xây đắp cho ngày mai tương lai hai đứa, em cây anh cây cây lúa chờ ngày đơm bông, thề nguyện trọn đời sắc son một lòng. Dù nghèo mình luôn thương nhau sớm chiều ngày chỉ gian lâu, thắm tình trâu cao xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi tuổi mình thành đôi em ơi, chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Dù nghèo mình luôn thương nhau sớm chiều ngày chỉ gian lâu, thắm tình trâu cao xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi tuổi mình thành đôi em ơi, chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Dù nghèo mình luôn thương nhau sớm chiều ngày chỉ gian lâu, thắm tình trâu cao xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi tuổi mình thành đôi em ơi, chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Thuyền qua ta bước chung nhịp cầu, cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Em đừng có xỉnh tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúc bao vui, tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi.
em ơi, hai ta lại nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi, đàn tay càng rù giao môi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui, anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng lòng bắt đầu. Tờ bà Nguyệt hôm nay cũng ghé sang thăm, pháo hoa rộn ràng ly cùng ly mà rần rần, vàng nhạc sập sình vui cả xóm em ơi. Biết bao nhiêu người mong được hạnh phúc như mình, em đừng có sỉnh tiền mừng cưới chưa vui. Đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúc bao vui, tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi. Xuất sắc em ơi, hai ta lại nhất trần đời. Giờ lành đã đến ơi, đặt tay càng rù giao môi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui, anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng lòng ban đầu. Anh mặc vest em thì váy cô dâu, đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Giờ lành đã đến em ơi, đàn tay càng rù giao môi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui, anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng lòng bắt đầu. Quay thôi.
Bây giờ bắt đầu chú cô đâu chú để làm lễ Phật là ba xá chế không lại. Xá thứ nhất bắt đầu một xá, tiếp tục xá thứ hai, tiếp một xá thứ ba, rồi xong bước ra ngoài bên. Xá nhất tiếp tục xá thứ hai, quay ngoài ra không quay mặt. Tiếp tục xá thứ hai, rồi quay trở vô. Tiếp tục làm lễ cửu quyền thất tổ ông bà. Tiếp tục xá bốn xá. Xá thứ nhất, tiếp tục xá thứ hai, tiếp tục xá thứ ba, tiếp tục thứ tư là xá cuối cùng. Rồi quay qua rồi chú giới phụ đâu. Bây giờ dương vũ cho ông nội đi. Ông nội với bên nội trước à, bên nội trước đi. Để bên nội. Rồi chú dễ cô đâu. Có rượu sẵn này anh ơi. Không lâu, không lâu. Giúp, đừng đem vụ. Ông ở ngoài trước đi. Dương, bình đường 7. Rồi không luôn. Rất rất. Còn chỗ này phiên cho ông ngoại với ông gốc ông tư cũng rớt rớt á, lấy cái con nhạo này lại luôn cái nhạo được đẹp. Rớt thêm, rớt thêm cho cái ly tiếp đi từ kia rồi. Rồi đi vòng qua bển, đi vòng qua mấy. Thôi ông nhân ngủ nhìn máy coi luôn ai ông ơi. Rồi 2, 3, 4 giúp con nha. 2, 3, 8 nữa luôn. Rồi 2, 3, 4 nha. Rồi cũng luôn. Đúng cái gì? Đúng chú cạn rồi. Trời ơi, rồi. Còn cô bác bổ sung gì nữa không? Giờ không phải là làm tới làm lễ cho mẹ à? Rồi, hai ông đúng đi. Hai ông tôi đúng đi. Công cực khổ 9 tháng cô mang 3 năm bồng ấm quý vị ơi, cô mang lớn trưởng thành uống ly rượu chúc mừng cho đôi trẻ được hạnh phúc. 1, 2, 3 rồi đụng ly luôn. Vậy xin thưa ông bà cô bác, vậy như bữa lễ hôm nay kể như chế tạm xong không ngại đường xá xa gần đến đây cũng chia vui gia đình chúc mừng cho đôi cháu được cô bạn. Chúng tôi xin thành thật thay mặt gia đình
cảm ơn ông bà cô bác, họ nhà trai cũng như họ nhà gái. Kính thưa quý vị, nhờ quý vị cho một tràng phát tay của lễ là xong. Cảm ơn, mời quý vị ăn quả.
chào Dương Bắn này. Kính thưa quý vị, ly rượu miếng tròn là đầu câu chuyện để mở đầu những nghi thức thật trang trọng nhất trong ngày vui hôm nay. Xin đồng mời quý đâu và chú rể hãy bước đến tháp ly tình yêu, cùng chúng ta rót đầy những ly rượu hồng mừng hai ta sớm bên duyên vợ chồng. Điều hay đã phải trong cuộc sống.
hay những ly nước ngọt, chúng ta hãy rót thật đầy, nâng thật cao và hô thật to sau tiếng đếm 1, 2, 3, 4 thanh đồng có được không ạ? Để thay lời chúc mừng cho đôi tân lang và tân nhân được trân bao năm hạnh phúc ạ. Xin được mời toàn thể quý vị ạ, và phía dưới nữa ạ, cùng nâng cao ly lên đi ạ. Sau tiếng đếm 1, 2, 3 của thanh đồng thì xin mời đại gia đình chúng ta hãy cùng ly với nhau để kết chặt tình thông gia. Vâng, và bây giờ bắt đầu nha. 1, 2, 3 vô. Chú rể ôm em của dâu ạ. Quý vị ơi, hãy dành
một tràng vỗ tay thật lớn, thật to và thật dài. Trước khi nào những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị chấm dứt thì chú rể mới được quyền buông cô dâu ra. Quý vị ơi, nhớ vỗ tay khoảng chừng nửa tiếng thôi nghe quý vị. Vâng, và theo toàn xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng bắt nhìn với thằng Tâm đi ạ. Bắt đầu nha. Một, hai, không lâu lâu nha. Ba, bốn, đi. Còn vỗ tay là còn hôn nha. Còn vỗ tay đó. Hôn môi à. Quý khách yêu cầu chú để hôn môi mà, có phải không ạ? Bây giờ hôn lại nha. Một tràng vỗ tay thật lớn nha. Một, vỗ tay nha, hôn ra là bắt hôn lại đó. Vâng, và nụ hôn ngày cưới đã kết lại những nghi thức thật trang trọng nhất trong ngày vui hôm nay. Và thân phận cùng xin được mời cô dâu và chú rể hãy trở về bàn tiệc để chiêu đãi khách quý ạ. Bên em
trời có nắng cho em chìm đắm ngất ngây từng giây, gọi em giờ dễ thương nè, giờ yêu cô trong đây. Chúc anh gửi em yêu hạnh phúc mới bên em, cùng nhau đi khắp chân trời ngày gì chỉ nắng mưa. Vợ chồng mình tuyệt nhất đôi lứa tâm đầu, vợ chồng mình tuyệt nhất. Bằng
chiều rơi trên
con trai chị nhân anh được cầu hôn từ đây hai đứa là phu thê. Người gì mà khó thấy ghét cho ghét khắp chỗ giờ, để người ta trông mong được là sẽ bóng cùng người trong mộng được mặc chiếc áo sơ rê. Anh đi bên cạnh là chưa rơi trên tay chị nhân anh được cầu hôn từ đây hai đứa là phu thê. Người gì mà khó thấy ghét cho ghét khắp chỗ giờ, để người ta trông mong được là sẽ bóng cùng người trong mộng được mặc chiếc áo sơ rê. Anh đi bên cạnh là chưa rơi trên tay chị nhân anh được cầu hôn từ đây hai đứa là phu thê. Hai đứa là phu thê. Đường quê quanh co xanh ngát kéo nhanh tàu mò, cho về làm dâu chứ đâu cần gì để mai giàu to. Ba má anh đã kêu ăn mấy cưới đi tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời tụi mình là nhân trên đời. Cổng cô tư lướt qua là hàng cao bằng xuồng ba lá.
một bàn mâm xôi trầu cao. Ô anh năm giới anh hai dắt nhau lên bàn trên cùng ngồi lai rai. Vô hai ba vô hai ba vô. Dù cho hết hôm nay, dù cho cuộc tình mới, dù tân bừng đám cưới, ta hết ly đầy dương. Cho nhà đầy vàng càng thêm ấm no. Chúc hết ra viên bồng cháo liên hồi. Chúc hết bên lâu giật đôi sao dời. Người trọn đời, đời trọn tình trọn nghĩa nơi nơi. Vui vui quá xa anh xui hai đứa nó đến duyên lòng mừng vui gửi. Vui kỳ trời. Vui vui quá xa chạy xui hai đứa nó nên đôi tôi mừng rớt cái hoài hàm. Vô duyên hả? Giờ thì mình lo hết ra cho con. Con tụi mình chơi tới luôn anh. Vui vui cho hết năm nay, cho tới sáng năm mình càng vui thêm. Cô Út. Cô Út, sao anh bỏ ra đây vậy? Thì tôi thấy cô Út đứng một mình, tôi ra tôi đứng với cô Út cho vui. Mà tôi nói cô Út nghe nha, năm nay tôi làm chú rể phụ thôi. Năm sau là tôi làm chú rể chính rồi đó. Ủa rồi lấy ai? Tôi chưa có tìm ra. Trời, tôi hả? Tôi tuyên bố năm sau tôi làm cô dâu chánh đó. Ủa cô Út lấy ai vậy? Tôi cũng chưa tìm ra. Ồ, chẳng có sẵn để mà tìm gì đó trời. Hả? Anh nói gì? Không, không, ý tôi là vui vui quá xa là vui non nước cùng duyên mừng ngày tân hôn. Vui vui quá xa là vui rước dâu về đây đẹp môi duyên nồng. Kìa rể hiền già nâu nhìn duyên hèn. Kìa nàng hiền dâu xinh thật xinh nha. Vui vui quá xa trời ơi cô bác gần xa về ăn cưới linh đình. Ô ông tiên cổng cô tư lướt qua là hàng cao bằng xuồng ba la. Đôi phu thê uống giao bôi kinh dân hai nhà bên hạnh phúc đậm đà. Kìa ông bà xui da nhìn nhau. Kìa một bàn mâm xôi trầu cao. Ô anh năm giới anh hai dắt nhau lên bàn trên cùng ngồi lai rai. Vô hai ba vô hai ba vô. Dù cho hết hôm nay, dù cho cuộc tình mới, vui tân bừng đám cưới, ta hết ly đầy dương. Hai đứa yêu nhau biết sao sao ngày sao lòng vẫn mặn mà. Một hai ba vô. Cùng mừng anh ra cho nhà đầy vàng càng thêm ấm no. Hết ra viên bồng cháo liên hồi nghe. Chúc hết bên lâu giấc đôi sao dời. Người trọn đời, đời trọn tình trọn nghĩa nơi nơi. Vui vui quá xa anh xui hai đứa nó nên duyên lòng mừng vui gây. Vui vui quá xa chạy xui hai đứa nó nên đôi tôi mừng rớt cái hoài hàm. Giờ thì mình lo hết hết cho con. Tụi mình chơi tới luôn anh. Vui vui cho hết năm nay, cho tới sáng năm mình càng vui thêm. Vui vui cho hết năm nay, cho tới sáng năm mình càng vui thêm. Vui vui cho hết năm nay, cho tới sáng năm và ta sẽ trọn đời bên nhau. Anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương
trình đi. Dạ, kính thưa ông bà, cô bác, bên nội cũng như bên ngoại, hôm nay là ngày lành tháng tốt, mùng 9 tháng 6 là lễ thành hôn của em. Rồi xin thỉnh ông nội, ông ngoại và cô bác đến để cho cháu nó làm lễ cáo thuốc ngày mai giúp vợ, thành thật biết ơn. Rồi con xá, con xá vô cổ quyền. Bắt đầu một xá, tiếp tục xá thứ hai, xây qua, xây đi qua ngoài. Rồi xá, một xá, xá rồi ôm vô, xá thứ hai, rồi qua vô cổ quyền lại. Rồi còn lại thứ nhất bắt đầu lại, bắt đầu xá, xá rồi lại lại xuống luôn. Trời lên cấp trời. Xá xá thứ hai, lại tiếp tục lại thứ hai. Hớp vô. Rồi xá xá. Tiếp tục lại xếp qua. Bốn lại thôi má. Dạ. Xuống cái nữa luôn. Rồi đúng chưa? Rồi bốn lại. Rồi đứng dậy. Xá hai xá. Một xá. Xá tiếp tục thứ hai. Rồi quay. Thứ nhất hớp vô. Xá thứ hai. Rồi. Bây giờ tôi làm lễ, bây giờ ông nội trước. Rồi chú ghế cái này. Mình ghế hai cái đi coi gì. Kính thưa ông nội với ông ngoại, bữa nay là làm lễ là mùng 6, mùng 8, lần này mới là mùng 9 trước dâu. Ông nội với ông ngoại là uống rượu lấy đức, ông nội ông ngoại cho được hạnh phúc. Rồi giờ sao đây, ông nội với ông ngoại cho xá hà chế này. Tư ký đâu, mời sơ ký làm việc nha. Nghĩ ơi chơi. Có nhiều cho nhiều ông ơi, ông ở trong nhà mà lo gì. Rồi sao xá chung hay sao đây? Chung. Rồi xá hai xá đi. Xá đi. Xá hai xá. Xá chung hai xá đúng rồi. Tiếp tục xá thứ hai. Rồi tới ai bắt xu gì ha? Dạ. Trời giờ, giờ tới bên nội với bên ngoại còn chú bác gì đó. Rồi cậu nhìn lên đây chán nha cậu. Rồi chậm chậm nha cậu. Cho chú gửi dịch lại cái chung cái ý nghĩa cái nha. Đưa ra đây rảnh người. Rồi đây nè, mình nhìn lên máy cháu nè, máy nè. Rồi đưa qua cùng đi với cậu bên đây cái luôn. Rồi vô luôn. Trời ơi đi đám thường bắt chước rồi. Bắt đầu dài xuống đi quý vị. Lâu lâu có dịp.
Qua mấy em kia, chơi hết luôn. Ai không ba nè, đó mà không ba chị cho hai con này luôn. Bà ngoại với bà cháu. Rồi chỉnh ly chụp hình ngoại ơi, ngoại chỉnh ly cũng dễ à, đúng rồi. Dạ ngoại ơi. Ôi, má này kể tôi chạm tay thì vô hai tay ngoại. Rồi cầm hai tay như vậy đúng rồi. Đúng rồi, má con. Đúng rồi. Vô luôn, vô luôn, vô luôn. Cùng đi. Rồi, vô. Vậy là ông ngoại cũng tới đi chứ. Đấy, đừng đi được. Rồi xong. Đâu cũng ly, uống vô. Trời tới cô. Thiếu chịu rồi em ơi. Má con nè, đây nè, con nhìn lên nè. Phải hai con kia cạn rồi đó nha. Hai lưng hả? Con mắt đây. Rồi qua cát thì tăng luôn. Đầu dưới đây đầu. Con xe chú ghế mà. Còn ở ngoài. Mời cô bác bên ngoài còn ai nữa? Bổ sung thêm quý vị ơi. Chị đâu? Chị đâu? Anh đâu? Chị đâu? Chị đâu? Chị đâu? Cha dịnh lại một tay thôi cha. Tay chú ghế. Rồi cha đợi mẹ luôn nha, mẹ nhìn đây luôn nha. Rồi mà mẹ chung với chú ghế. Mà chung khác. Chung quá chung kia. Công cửa khẩu. Hai ông bà đúng ly. Chín tháng cô mang 3 năm bồng mắm nè, cơ khổ nha. Nhập luôn đi. Chế hay gì để xá chung hả bà con hết hay sao? Xá chung hết luôn nè. Rồi xá chung chứ. Chúng nha, xá hai xá còn xá dòm trước. Rồi cảm ơn, ok. Rồi, anh chị em. Nó dứt luôn đó. Đủ đâu rồi. Còn ai mời tiếp tục. Đúng rồi. Nhìn mặt lên trước.
Còn bây giờ còn ai thì tiếp tục, còn không còn thì để ngày mai bổ sung. Bài buổi lễ làm lễ bữa hôm nay đến đây là kể như vừa xong. Nếu có điều chi do sót nhờ quý vị em tình thông cảm, xin cảm ơn, xin buổi lễ bế mạc thành thật biết ơn. Cho chàng phát tay.